anh phải có một niềm tin rằng là giống như một người nông dân đi làm đồng hoặc là đi trồng cây, nếu bạn thực sự tin sâu sắc vào cái cách làm của mình thì hãy cứ làm điều đó thật là chăm chỉ, thật là liên tục. Mình có quyền cải tiến chứ, chắc chắn rồi, mình có quyền cải tiến, nhưng hãy cải tiến dựa trên cái gốc gác của mình đang có lúc trước thôi, gọi là cải tiến thôi chứ không phải là tạo ra hẳn một cái mới. Cũng như không chạy theo trendy, ví dụ như là mình đang trồng cây xoài, tự nhiên thấy thị trường đang có cây táo ngon hơn, mình chặt cây xoài đi trồng cây táo chẳng hạn, như thế nó cũng được thôi. Nhưng mà cái tác phong kia nó là tác phong của những người mà thực ra là sau này sẽ rất là khó để mà thành nghề. Anh Tuấn Anh ơi, thời gian gần đây thì mọi người nhắc khá nhiều đến cái chữ đạo, một vài cái sự kiện gần đây. Thì em nghĩ là ngày hôm nay đâu đó mình có thể nói về chữ đạo. Thì ở đây nó không phải một chủ đề liên quan tôn giáo, mà theo em hiểu cái đạo nó như là một cái con đường mà mình chọn, mình đi và mình kiên định với nó một cách rất là tự do. Và quan trọng là cái cho dù là đạo gì thì nó cũng sẽ cố gắng làm sao để không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Anh có đạo của anh, em có đạo của em. Thì có một cái câu hỏi đầu tiên cho anh Tuấn Anh đấy là, vậy thì trong việc giao dịch chứng khoán đi, thì liệu có một cái gì đấy nó gọi là đạo không anh? Chắc mình hôm nay mình sẽ nói về nghĩa hẹp thôi, đúng không? Hẹp không nói nghĩa rộng, đúng không? Thì nghĩ rằng là để phân định được, đầu tiên anh nghĩ rằng là thế này, tức là cũng có khá nhiều người thực ra là người ta vào chứng khoán là người ta chẳng quan tâm lắm, người ta chẳng quan tâm được cách làm lắm, người ta nói chung người ta rất hay comment, người ta chỉ hỏi là mua con gì được em ơi kiểu thế. Thực ra có lẽ là khi mà nghe câu hỏi đấy, đầu phản ứng đầu tiên của anh ấy là người này chắc là chả cần đạo đức gì đấy, chẳng biết cách làm. Tóm lại là tôi muốn dọn món ăn được luôn, cũng chả cần muốn giải thích là cái món này tại sao lại nấu như thế, lại làm như vậy, cũng chả biết là cái cổ phiếu đấy như thế nào, cũng chả cần biết là giá là bao nhiêu. Vì nó làm cho anh nhớ đến ngày xưa anh có một cái thời điên rồ năm 2007, khi mà anh đang ngồi ở cái sàn giao dịch chứng khoán, thì có một cái bà cô là bà xách luôn một cái nguyên si một cái bao tải tiền luôn, bà xách bê cự nữ lên đặt lên trên cái bàn giao dịch hồi đấy ở công ty chứng khoán đấy. Sau đó bảo là em mua hết STB cho chị, như kiểu là thứ nhất là không biết giá STB, cũng không biết mã STB nó là mã gì luôn, cũng không biết thanh khoản hiện tại là bao nhiêu. Thì với anh đấy là một cái dấu hiệu của chuyện là tôi sẽ có đồng ý là có những người ta cũng chỉ nghe một thông tin gì đấy thôi, người ta cũng không cần biết, người ta cứ thế người ta mua thôi. Cái việc mà mua thế thì theo anh nghĩ là thực ra người ta có tiền người ta có quyền mua. Cái thứ hai là cái việc mà thủa ban sơ, thủa ban đầu, khi mà mọi người tiếp cận một cái gì đấy thì thực ra mọi người cũng không cần cao cấp quá để nghĩ ngay đến cái đạo của nó hay cái gì đó cả. Theo anh thì thủa ban sơ thì mình cần phải nghĩ rằng đấy là mình nên nghĩ về cách làm. Anh gọi là cách làm cho nó đơn giản. Đối với anh thì mọi thứ anh tiếp cận, kể cả những thứ gì mà đối với giờ mọi thứ luôn, cái gì mới tinh luôn luôn mình hỏi là ồ thế cách làm cái này là như nào, làm thế nào mình làm đúng. Nếu mà câu hỏi là ví dụ anh có đạo không thì chắc chắn rồi, thì anh luôn luôn tìm hiểu một cái đơn sơ nhất là liệu mình tham dự cái này thì cái điều mới để mình tham dự thì đâu là cách làm đúng. Cái điều vấn đề thứ hai đấy là chúng ta thường có một cái nhầm tưởng là cách làm đúng thì cho chúng ta cái lợi ích ngay lập tức thì được gọi là cách làm đúng. Một số việc thì đúng, tức là mình giả sử mình nấu cơm đúng thì mình có ngay bát cơm ngon ngay, thì đấy cái đấy là nó đúng thật. Nhưng cái xã hội này có rất nhiều thứ khác mà cách làm đúng nó lại không cho chúng ta được cái kết quả đúng ngay lần đầu tiên. Có những người dùng gành đúng không? Ví dụ như giả sử như em ăn một viên kẹo, em ăn một cái gì đấy ngọt, năng lượng của em tràn đầy luôn. Bảo là lợi ích ngắn hạn không có ngay, nhưng mà hậu quả dài hạn thì em cũng biết rồi, béo phì rồi gì gì đó, đúng không? Xong rồi ngược lại thì bây giờ bảo trẻ con là ăn rau đi, lợi ích dài hạn đấy thì nó cũng chả hiểu lợi ích dài hạn là gì cả, nó chỉ biết là ăn rau chán lắm, phần lớn là không thích rau. Ăn gà rán hay ăn cái gì đấy đúng không? Thế cái cánh ngon ngắn hạn đấy, câu hỏi là chắc gì nó đã mang lại cái lợi ích thì chưa chắc, đúng không? Thì có một cái thứ hai anh thấy là sau khi mình tìm cái cách làm, thực ra có một điều khó khăn dành cho chúng ta trong xã hội mới bây giờ, đấy là thường là chúng ta gặp những điều gì đấy mà lợi lạc lợi ích ngay trong cái ngắn hạn. Thì anh phải nói thật, bây giờ anh hơi bi quan một tí, anh nghĩ là thường cái gì mà ngay lợi ích chúng ta ngắn hạn
suy nghĩ lại thì cũng phải cẩn thận. Cẩn thận thì nó không đi kèm lợi ích dài hạn. Vừa rồi thì anh Tuấn Anh có nhắc đến cái việc là trước tiên là mình quan tâm cái việc là phương pháp và cách làm có đúng không đã, đúng không? Còn sau đấy mới là đến cái tầng cao hơn là cho mình một cái trường phái hay là một cái đạo gì đấy cho bản thân. Ừ, đúng rồi. Cách làm ví dụ như với anh Tuấn Anh đi, thì bây giờ anh Tuấn Anh có thể coi là đã có đạo rồi, đúng không? Tùy, ví dụ như là trong bộ môn đầu tư chứng khoán chắc chắn rồi, mình đấy là nghề của mình mà. Thế thì anh Tuấn Anh có thể chia sẻ cho các bạn cùng biết là cái con đường hay là cái đạo mà anh Tuấn Anh chọn cho bản thân là gì? Cái mà anh theo đuổi trong cả một thời gian dài qua đấy là đầu tiên anh tôn trọng cái ý nghĩa, cái góc nhìn về mặt tự thân. Câu hỏi mà anh luôn luôn đặt ra cho anh đấy là cái lựa chọn này mình có thể tự làm được không? Vì cái con đường đấy thì ai sẽ đi trên cái con đường đấy? Nếu mà chúng ta gọi là đạo thì ai sẽ đi trên con đường đấy? Thì chính mình đi. Câu hỏi mình có tự đi được không? Hay là phải có một người dắt mình đi? Cứ khi mà có người nào đấy dắt mình đi thì thực ra là đồng ý, tức là khởi động thì có, nên có người dắt đi. Bởi vì là mình còn non nớt thì có người dắt mình đi thì mình sẽ được an toàn, sẽ được bảo vệ trong cái khởi động con đường đó. Nhưng mà về lâu về dài phải có một cái ý thức là mình sẽ phải tự đi thôi. Thì luôn luôn anh có một ý thức về chuyện đấy. Mình rất là tri ân, mình rất là cảm ơn những sách vở, những tri thức nhân loại, những người đã tạo điều kiện cho mình học hỏi. Nhưng mà mình phải ý thức là rằng là mình sẽ tự đi. Thì anh nghĩ rằng đầu tiên là việc ý thức mình sau này mình sẽ tự đi được. Thì đấy là một cái ý thức rất là quan trọng. Và nên nhớ là cái ý thức tự đi được này nó không phải là viển vông, mà nó cần phải có những cái dấu hiệu của nó, những cái thử nghiệm của nó. Em không thể mà bảo là 3 ngày nữa em tự sang đường. Nếu mà em chưa bao giờ em bước chân thử đi sang đường, nhón một bước chân đầu tiên để em thử đi sang đường, mà em rụt chân lại cũng được, nhưng mà nhón ở phát đi thì thử xem có đi được không. Anh nghĩ rằng là nó cũng cần một cái sự gọi là dũng cảm. Đương nhiên là anh hiểu rằng là trên cuộc đời này có quá nhiều thứ để học. Anh chỉ dám nói rằng là trong cái chuyên môn của anh, thì phần lĩnh vực chuyên môn của anh, thì anh sẽ dành nhiều thời gian để mình nỗ lực tự thân nhiều nhất. Cuối cùng là cái thứ ba, tức là cái thứ mà Hưng vừa chia sẻ đấy là ok, ông tự thân, ông tự làm. Cái vấn đề là ông tự làm không phải là ông kệ người khác. Mình không thể nào mà mình làm một cái điều mà mình mong muốn xong rồi đấy tổn hại hết tất cả những người xung quanh chẳng hạn, như thế thì nó là không ổn. Ví dụ như trong bộ môn chứng khoán thì Hưng chắc cũng có trải nghiệm với anh là anh có một cái danh sách đen luôn, blacklist luôn, những cổ phiếu anh không bao giờ mua được, không bao giờ động vào, không có khi còn không cần nhắc đến tên luôn, vì nó làm tổn hại đến đúng một số đông đó. Bởi vì kể cả mình có lướt sóng được nó tốt nhất nữa, thế bây tự nhiên mọi người nghe đến cái cổ phiếu mà có dấu hiệu của lừa đảo, có dấu hiệu của kiểu như là bào mòn cái lợi ích cổ đông chẳng hạn như thế, thì rõ ràng là anh nhìn, nếu mà anh nhìn được ra cái dấu hiệu đấy là anh sẽ bỏ qua luôn. Thì nguyên tắc số 3 là đương nhiên rồi, là mặc dù mình xây dựng năng lực tự thân nhưng mà mình cũng rất là cẩn trọng, cố gắng đúng hơn, cố gắng để không tổn hại đến người khác. Mà cái cố gắng này khá là khó đấy. Khá là khó. Thực ra thì nó giống như câu chuyện là người ta hay nói là trên thị trường có người thắng đúng không, thì ngược lại bên kia đâu đó cũng sẽ có người thua, là một cái sự cân bằng nhất định. Vậy thì em nghĩ là trước những cái biến động như thế thì sẽ luôn có những cái yếu tố ngoại cảnh nó tác động vào những cái người mà đang cố gắng giữ đạo như anh đi, như câu chuyện Tây Du Ký đường tăng khi mà đến ổ nhìn nhện đúng không? Không phải là yêu quái họ đánh mình, mà như họ dụ dỗ mình để khiến mình không giữ được cái tâm, không giữ được cái đạo. Thì bản thân anh Tuấn Anh thì có một cái cách gì để mình luôn duy trì được cho mình những cái phương pháp, hay là mình nâng tầm lên cái đạo của anh, làm sao để anh có thể giữ được nó trước tất cả những cái tác động, những cái ngoại cảnh? Ở đây em nghĩ là không chỉ có cái việc là mình bị vùi dập, mình bị đánh đập nhá, hay là bị thị trường quật nhá, mà nhiều khi mình còn bị những cái cám dỗ chẳng hạn. Thì anh làm sao anh vượt qua được cái điều đấy? Sau khi mình ý thức được cái năng lực tự thân cũng như là cái điều kiện, tức là cái thứ mà bên trong mình có, thì anh nghĩ rằng là mình cũng có một cái sự dũng cảm là mình chỉ lấy về những thứ của mình thôi. Giống như em trồng một cái cây xoài ở trên mảnh đất của mình,
mặc dù vườn thằng bên cạnh cũng trồng cây xoài nhưng mảnh đất của họ. Câu hỏi mình có sang hàng xóm bẻ cái cây lấy, không chả cần sang hàng xóm đâu, cây xoài đấy nó thò một cái cành ra có quả xoài mình có giật rồi mình ăn không thì chắc là không. Khi mà mình đã ý thức tốt về cái khu đất của mình như là một cái năng lực của tự thân của chính mình, nó giống như kiểu quy hoạch một cái khu đất, mình chọn cách làm, tức là mình đã chọn cái cách là trồng cây xoài rồi, và mình cũng biết là cây xoài nó không tổn hại, không làm độc hại đến đất cả, cũng không làm tổn hại đến hàng xóm. Thì như vậy là mình đã chọn vẹn được ở cái phần một rồi. Thì thực ra còn lại thì chỉ là sự chăm chỉ thôi. Anh lại có một niềm tin rằng là giống như một người nông dân đi làm đồng hoặc là đi trồng cây, nếu bạn thực sự tin sâu sắc vào cái cách làm của mình thì hãy cứ làm điều đó thật là chăm chỉ, thật là liên tục. Mình có quyền cải tiến chứ, chắc chắn rồi mình có quyền cải tiến, nhưng hãy cải tiến dựa trên cái gốc gác của mình đang có lúc trước thôi, gọi là cải tiến thôi chứ không phải là tạo ra hẳn một cái mới. Cũng như không chạy theo trendy, ví dụ như là mình đang trồng cây xoài tự nhiên thấy thị trường đang có cây táo ngon hơn, mình chặt cây xoài đi trồng cây táo chẳng hạn, như thế nó cũng được thôi. Nhưng mà cái tác phong kia nó tác phong của những người mà thực ra là sau này sẽ rất là khó để mà thành nghề. Bởi vì có những người, em để ý là có những người ở bên Nhật Bản, có những gia tộc người ta chỉ làm việc rất đơn giản là đậu phụ, và người ta làm nhiều đời chẳng hạn như vậy. Tại sao chúng ta không tập trung làm theo cái cách mà nó rất là hợp với chúng ta rồi, và chúng ta cứ làm tiếp thôi. Và cái hay ho tiếp theo đấy là khi mà anh nghĩ rằng là khi mà mỗi một thực thể tập trung vào cái làm của mình, làm tốt nhất cái làm của mình, thì thực ra nó tạo ra một cái sự ổn định chung. Cá nhân anh thì anh rất là chia sẻ là mọi người sẽ bảo là Tuấn Anh là người đầu cơ chứng khoán chẳng hạn như thế. Nhưng hãy thử nghĩ này, nếu một người đầu cơ người ta rất là chuyên nghiệp, người ta liên tục giữ vững cái vị trí của người ta, thì sẽ có, bạn sẽ nhìn thấy điểm tốt của người đầu cơ. Người đầu cơ là người ta tạo ra tính thanh khoản cho thị trường ngắn hạn. Nếu ai cũng khư khư giữ hết cái hàng của mình và thị trường nó không có thanh khoản thì ý nghĩa của cái thị trường tài chính ngắn hạn ấy nó đâu còn, nó có đâu còn tính đúng đắn nữa, đúng không? Thứ hai là với những nhà đầu cơ chuyên nghiệp, cái sự giao dịch họ bán cái này mua cái kia nó bằng một cái hình dung là nó làm cân bằng về giá cả thị trường giữa tài sản A và tài sản B. Nó có nhiều ý nghĩa khác nữa chứ nó không chỉ đơn giản là chúng ta nghĩ rằng là đây là bài toán zero sum game, có nghĩa là có người đầu cơ thắng thì có người đầu cơ thua. Thực ra nó không sẽ không hẳn như vậy. Nếu bạn nghĩ bạn ấy làm một điều gió thật là đúng đi, tôi đảm bảo mọi người luôn rồi, mọi cái nghề nó còn tồn tại đến bây giờ nó đều phải có lý do của nó để nó còn tồn tại đến bây giờ. Chứ nó không phải là tự nhiên, nếu mà nó không hợp lý mà tự nhiên thì nó đã chết hết từ lâu rồi. Đấy là trong câu chuyện chứng khoán. Nhưng bây giờ có một câu hỏi nó mở rộng hơn một chút. Trong cuộc sống hiện tại của anh Tuấn Anh, thì anh Tuấn Anh có một cái gọi là một cái gì đó gọi là đạo, và nếu mà để đưa ra một cái hành trình thì anh Tuấn Anh đang đi đến cái bước nào trong cái hành trình đấy rồi? Anh thì chia sẻ là anh có một cái may mắn, tức là từ bé đến lớn thì tất nhiên là hồi bé thì tất nhiên là mình rất là cảm ơn gia đình có bà ngoại, ông ngoại trông anh từ bé. Nhưng mà anh cũng có một cái may mắn rằng là cuộc đời đó tạo điều kiện cho anh trong việc là cuộc sống mình tự lập. Nên anh có hôm nay còn nhắc đến cái từ tự thân. Đấy là một cái may mắn. Cái từ khóa đấy không phải ai học được sớm được. Thường là nếu mà thế hệ 8X đầu 9, một số người sẽ nhìn thấy bà đó, đâu đó chân dung của mình hồi bé là bà của mình sẽ bảo là đánh chừa cái bàn này, đánh chừa cái ghế, làm con đau. Đó là một cái dấu vết của câu chuyện rằng là chúng ta cứ thấy cái gì đấy có vấn đề là chúng ta đổ ngay sang một cái ngoại cảnh, sang một cái người khác. Cá nhân anh ấy được có một sự may mắn, đấy là về cơ bản tất cả những cái lỗi lầm gì đấy xảy ra thì được việc đầu tiên là anh sẽ quy đổi về anh trước. Mình là người chịu trách nhiệm, đúng không? Mình chịu trách nhiệm. Tất cả những lời nhắc nhở của khách hàng, tất cả những cái lời comment của các bạn thì trong lòng anh đều có dành thời gian để suy nghĩ và cân nhắc mình nên hành xử như thế nào cho nó đúng. Thì đấy là cái may mắn của anh. Thì may mắn của anh đầu tiên là may mắn là cuộc sống này nó tạo cho anh một cái năng lực tự thân từ rất là sớm. Điểm yếu của anh cũng chính là năng lực tự thân.
đấy là em tưởng tượng như là trong mối quan hệ gia đình hoặc là trong mối quan hệ với một người nào đó thì có thể những người, một số người xung quanh sẽ thấy anh lạnh nhạt. Thực ra anh rất là tôn trọng năng lực tự thân của người khác. Rất ít khi anh tác động, trừ khi Hương bảo là Hương bảo với anh là anh em không biết làm thì anh hỗ trợ. Chứ bình thường là anh sẽ rất là tôn trọng con đường phát triển của con người đó, bởi vì tính tự nhiên nó rất là quan trọng. Có những bài học mà chúng ta cần phải gặp cái bài học đấy thì cái thực tế đấy nó phũ phàng, nó là cảnh tỉnh. Không có cách nào em biết là cái vết bỏng nó đau như thế nào nếu em chưa bao giờ từng bỏng. Đúng rồi. Vậy thì cái người thầy có nói với em là cho tay vào lửa bỏng đấy, em chả hiểu. Chả hiểu bỏng là gì, chả hiểu cắt lỗ là gì. Anh có nói đến 10 lần cắt lỗ em chả hiểu cắt lỗ là gì. Cho đến một ngày đầu tiên em cắt lỗ, anh lấy cái câu chuyện tự thân đấy làm một cái ví dụ. Có thể cái năng lực mà các bạn nhìn thấy, các bạn tôn trọng cái năng lực đấy, bạn là nhìn cái năng lực của ông này không có năng lực hay thế, nhưng thực ra nó cũng vừa là điểm mạnh và nó vừa là điểm yếu của cái con người đấy luôn. Thế thì nếu mà bảo là có một cái gì đấy anh tôn trọng bây giờ nhất, đấy là tôn trọng cái tính tự nhiên, anh sống một cách rất là anh như hiểu, anh cố gắng sống một cách rất là tự nhiên đấy, trong sự nỗ lực. Và mình thấy rằng là cái điều gì xảy ra bây giờ ấy, thì nó cũng có cái tính hợp lý của nó. Có thể có người chửi mình cũng được, có thể có những người khen mình cũng được, nhưng mà nó là một cái tính tự nhiên. Và anh cố gắng là không đần độn ở trong cái tính tự nhiên đấy. Có nghĩa là mình một thực thể sống mà có ghi nhận. Đần độn có nghĩa như thế nào? Tức là mình cứ auto thôi. Trên mâm là có 10 món, ăn cả 10. Món ngon ăn nhiều, món không ngon ăn ít. Kiểu thế, nó là chế độ auto. Anh cố gắng sống không auto. Thực ra anh có rèn luyện, anh rất là ghét người nào đó mà, cái này là tính xấu của anh hoặc tính tốt anh không biết, là anh rất là ghét người nào đó mà biết điểm yếu của anh và thao túng anh cái đấy. Anh không phải ghét cái con người đấy, mà anh ghét anh bị thao túng. Tức là như vậy là mình không hiểu chính mình và mình bị thao túng bởi cái điều gì đó. Ví dụ như mình giả sử mình thích ăn ngọt đi, và nhìn cái bánh ngọt mà người kia đoán mình là 100% tối nay anh sẽ ăn cái bánh ngọt. Anh mà nghe cái câu đấy nhá, Hương tưởng tượng anh đảm bảo Hương luôn là anh có thể shut down luôn, anh có thể từ ngày hôm sau anh không được ăn một cái bánh ngọt nào luôn. Thì anh có một cái phản ứng mạnh đến như thế. Bởi vì anh tin rằng là cuộc sống này quá có giá trị đi. Anh rất là tin rằng là chúng ta sống mà có rất là có đầy đủ ý thức và mình không sống auto thì anh rất thích cuộc sống như vậy. Cái từ sống auto thì cũng là một từ nó, em nghĩ là nó khá là hay ho đấy. Nên là để cho bản thân mình không có cái tính gọi là kiểu đây là mình thêm hiểu là ở đây là mình sẽ làm chủ cái cuộc sống, làm chủ bản thân, làm chủ chính cái dòng tiền, cái khoản đầu tư của mình, hướng đến một cái việc là mình sẽ tự đưa ra quyết định, mình không phụ thuộc vào ai khác. Vậy có thể kết lại một cái bài học mà anh Tuấn Anh có thể đâu đó chia sẻ và rút ra cho mọi người, đấy là ví dụ như anh Tuấn Anh là một người đã có thể nói là có thành tựu trên cái con đường tự thân của mình. Vậy thì với các bạn mà muốn bắt đầu hoàn thành theo cái trường phái đấy, theo cái con đường đấy, thì họ sẽ phải chuẩn bị những gì, họ bắt đầu từ đâu? Việc đầu tiên rất đơn giản, là việc tiên là hãy thay đổi câu hỏi. Hãy nhìn kỹ vào câu hỏi của các bạn đang hỏi về bất cứ một cái lĩnh vực mới là bạn tham dự. Anh chia làm 3 tầng của câu hỏi đấy. Một là cái tầng chúng ta hay hỏi là đấy là cái gì. Ok, đấy là cái gì dành cho trẻ con cấp 1. Cố gắng không hỏi là cái gì nữa, mà cũng cố gắng không hỏi là anh Tuấn Anh ơi đầu tư được mã gì, nó tương đương như cái gì thôi. Cố gắng đẩy mình lên ở cái tầng cao hơn. Tức là hãy hỏi làm thế nào để làm được như anh, làm thế nào để tìm ra được mã đầu tư tốt, làm thế nào để tìm ra được một mã đầu cơ tốt, làm thế nào để tìm ra một tài sản tốt. Thì đấy là câu hỏi tầng 2. Nào bạn nào mà dành tặng cho bạn nào đã tốt ở tầng 2 rồi thì có một câu hỏi tầng 3 là tại sao lại vậy anh? Tại sao cách làm này tốt hơn cái làm kia? Thì anh vẫn đang đắm đuối ở tầng tại sao đấy. Và anh nghĩ rằng là chúng ta còn sống nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục đi tìm kiếm những câu hỏi làm thế nào, tại sao. Cố gắng đừng dừng lại ở cái tầng đầu tiên. Anh cho rằng là tất cả các phổ cập là chúng ta đã, phổ cập giáo dục là chúng ta đã phải rất là pro về cái tầng đầu tiên rồi. Và tầng đầu tiên đấy nó lại là em với anh cũng khác nhau. Nên là cố gắng đừng học cái gì mà hãy học là làm thế nào và là tại sao lại như vậy. Cảm ơn những cái chia sẻ của anh Tuấn Anh, và hy vọng là sau cái video này thì các bạn theo dõi anh Tuấn Anh cũng như thích FinFit sẽ
chọn cho mình những cái câu hỏi ở tầng cao hơn, đúng không ạ? Các bạn hy vọng là trong cái những cái số livestream tới, cái câu hỏi là anh Tuấn Anh ơi, mua được dòng gì, mua được mã gì, đúng không? Nó sẽ hỏi là mua mã này như thế nào, hay là tại sao anh lại chọn mã này mã kia. Đấy, thì hy vọng là các bạn sẽ rút ra được cho mình những cái bài học riêng.